Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tạm biệt mẹ, tạm biệt gia đình. Mình lên đường đi các vùng Đông Bắc sang Tây Bắc. Thì lượt đi mình đã đi từ Nam ra đây mất mười mấy ngày rồi. Bây giờ thì lên đường thôi. Rồi, bắt đầu xuất hành. Đây là cái xe mà em mình mới chạy tối qua từ Sài Gòn ra ngoài Quảng Ninh đấy. Còn mình thì mình đi xe máy từ lâu rồi. Thì hai anh em mình hay về quê mà mỗi người sẽ đi một cái con đường khác nhau. Hôm nay mình đi xe máy. Còn ngõ quen thuộc. Giờ lịch trình của mình sẽ đi từ nhà ra khu Cẩm Phả. Ở đó thì có một người khán giả cũng đã mời mình ra ngoài đó rồi. Thì mình có ra giao lưu một lát. Nếu mà vui vui sẽ ở lại, mà không vui thì đi luôn. Lịch trình của mình sẽ đi Lạng Sơn, xong rồi qua Cao Bằng, qua Hà Giang, qua Lào Cai, xong qua Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Điện Biên xuống Sơn La. Nói chung đi vòng là đi dần dần men dần theo đường Hồ Chí Minh rồi ra vào phía Nam các bạn ạ. Trước tiên mình cứ chạy dọc từ đây ra Cẩm Phả, đi cái cung đường bao biển của thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả để chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp của vịnh Hạ Long nữa các bạn nhá. Xong rồi tiếp tục rồi tính tiếp. Thì cuộc sống độc hành cứ một mình một ngựa như thế này, mình đã đi suốt từ Nam ra Bắc, ra đến quê nhà mình ở lại một tuần thì có đi Thái Bình, Hải Phòng, rồi Cát Bà. Đây là cầu Bãi Cháy. Cầu Bãi Cháy là một cái cầu của Nhật xây dựng, cũng là nổi tiếng của Quảng Ninh. Và cũng cảnh đẹp cũng rất là đẹp. Nhìn ra toàn bộ bao cái vịnh này luôn. Sang bên kia là một quả đồi của núi đấy, có cái vòng quay mặt trời cũng rất là lớn. Khu đấy là khu du lịch. Có thể đi cáp treo qua hoặc là đi đường bộ lên. Thành phố Hạ Long thì thay đổi rất là nhiều trong một vài chục năm nay. Mình là dân Quảng Ninh đây nhưng mà về nhiều lúc cũng thấy choáng ngợp. Đi xa nhiều năm. Đây nhìn thôi cái vịnh này, bến phà cũ này, trước ở đây không có cầu, toàn chạy phà thôi. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng ra đường bao biển của thành phố Hạ Long, một con đường mình cho là đẹp nhất ở thành phố này. Chạy sẽ sang bên Cẩm Phả cũng có một cái đường bao biển như thế này nữa. Thì hôm nay mình chạy dọc đường bao biển. Lát nữa sẽ đi qua cái viện bảo tàng Quảng Ninh mà mình đã chia sẻ những video rất hay rồi. Chào các bạn. Đây là mình đang đi trên con đường bao biển của thành phố Cẩm Phả đây. Thì đường bao biển Cẩm Phả cũng rất là đẹp. Đi có khúc xuyên qua núi, rồi có lúc thì ngay sát mép bờ biển luôn. Đường bao biển của Cẩm Phả khá là dài. Đây, cái con đường này xây dựng xuyên qua một cái khu vịnh này. Xuyên qua các đầm, các núi, tức là xuyên biển đó. Có cả một cái hầm chui đây nữa. Hầm chui này đến đây đã nhìn cảnh rất là đẹp rồi. Còn chui qua cái hầm này sang bên kia cũng nhìn phong cảnh nó, mình cảm giác là nó ngộp luôn. Đường không dài, chắc chừng khoảng vài trăm mét. Đẩy ra đây là nhìn một cái là thấy mê ngay nè. Đấy, cảnh tuyệt vời. Được chạy xe những cung đường này thì đã lắm. Đường vắng, phẳng và không có cái gì là cản trở hết đấy. Nhiều người cứ hay ra đây test xe nữa. Hôm nay mình đã tới Cẩm Phả rồi. Thì có một anh ở công ty này. Anh mời mình ra đây chơi và đi test xe với anh. Mà đến giờ đang chờ bảo vệ mở cửa. Công ty gì? Công ty... Dạ, vào gặp anh Hải, Quang Hải. Công ty 3H Quảng Ninh. Một khách cho Quang Hải nha. Dạ, chào bác. Em vào gặp anh Hải ạ.
cái này mới có cho được vào vừa không? Rồi, xem là bảo vệ mở cổng cho mình vào rồi. Anh ơi, sếp ở đây rất là đam mê Phượt, cũng mua một cái xe này. CB 1001. Rồi mình lát nữa chạy ra test cái xe đó. Còn đây là CB Vera 150. Xe này nhìn cũng khủng hoảng. Thôi mình đi vào ha. Cháu anh. Đây, buổi chiều hôm nay vào Cẩm Phả đây. Thì cùng với anh Hải, giám đốc công ty vận tải. Anh thích chơi xe mà đi được cái CB này. Này rủ anh cùng anh đi. Sếp Hải. Này 4 máy anh nhỉ? Cái xe này là anh mua mãi trong Sài Gòn gửi ra đấy. Cái đèn này là anh mới gắn hay họ gắn sẵn cho mình? Cũng gắn ở trong đấy hết. Đây anh, ở đấy là xe nguyên zin. Dạ. Gắn thêm cái này này, cái này này. Dạ. Và cái bộ ba ga anh bảo gắn này. Dạ. Để không này. Ngược sáng. Thực ra là mình chưa bao giờ đi những xe phân khối lớn. Cao nhất là mình mới đi cái 400 thôi. Cái này là 1001. CB. Đây, hôm nay cưỡi cái này. Xuất hành luôn. Xong hết rồi, dầu mỡ ok rồi, rất rồi. Ở đây có một cái đường tắt ra qua biển này, nhưng mà đường này nó bẩn, rồi xe cộ nó chạy nhiều nên anh đi cái đường này. Giờ lại tới cái hầm chui lúc nãy mình đi đó. Chui qua cái hầm này. Giờ buổi chiều này mình đang ở bãi biển, cái này thuộc là bãi Hạ Long anh ạ. Bãi tắm Hạ Long. À, bãi Hòn Gai. Ở đây thì đây cùng với sếp Hải đây, đam mê mô tô. Sếp Hải vừa đưa mình đi một vòng xong đến đây ngồi hai anh em ngồi chém gió. Chả chanh chém gió. Hôm nay mình không có xuống tắm. Cái bãi tắm ở đây cũng rất là đẹp nhá, mà được cũng có tráng nước ngọt miễn phí cả. Nhà vệ sinh rất là sạch sẽ. Có điều là gửi xe phải tập trung thôi. Hai anh em sẽ chơi ở đây một lát, uống nước xong rồi chạy về. Lúc nãy từ công ty anh chạy đến đây là 25 cây. Lát nó về thì anh rủ thêm một ít bạn bè nữa đi ăn nữa. Anh rất là đam mê Phượt nhưng mà chưa đi đâu xa. Thông thường ấy, mình từ xưa đến nay mình chạy xe 400 là cái loại lớn nhất rồi.
chưa bao giờ mà được chạy cái xe trên 1.000. Hôm nay mình sẽ mượn xếp phải đây test thử một cái 1.001 thử xem như thế nào á. Cái này là chống là hơi ấy đấy nhá, chống là hơi lặng mà em mà để ý cái này là hơi lặng đấy. Quay rồi đấy, đi tí tí thôi. Mình thử các bạn nhá, lần đầu tiên đi một xe lớn này. Nhẹ thôi, thả côn nhẹ, thả nhẹ nhẹ từ từ thôi. Móc được lên. Thực ra thì chạy xe máy nó cũng vậy thôi. Mới lần đầu xe nó lớn lớn thì chạy nó nhẹ nhẹ một chút thôi, chứ cũng không có sao, chạy cũng bình thường như những cái xe kia. Có điều xe nhỏ thì ga nó mạnh, còn xe này ga nó nhẹ nhẹ một tí là nó đã vọt rồi. Máy rất là mạnh. Đi cẩn thận những cái nước ga đầu thôi, còn lên xe được rồi thì vít ga cũng thấy nó đã. Vậy là chiều nay mình ra chỗ xếp hải đây, thì đã ở đó chơi một thời gian rồi được anh Hải chở đi lang thang khắp Cẩm Phả này, đi xong bãi tắm rồi đường bao biển, đi một cái xe phân khối lớn đấy. Anh cũng đam mê phượt. Còn đây là toàn những là bạn chào rồi. Mọi người nhá. Toàn người thân thiết của anh Hải. Hôm nay chú em đến với Cẩm Phả Quảng Linh. Hôm nay rất được tình cảm đầm ấm chào đón. Đây là mình đã nói nhiều rồi, những người làm nghề như mình mà đi mà gặp được những anh em như thế này là một cái điều hạnh phúc rất là lớn, không có gì có thể mua được. Thì hôm nay được ra Cẩm Phả, chơi ở Cẩm Phả này. Hôm nay mình sẽ ngủ lại ở đây, ngủ văn phòng của anh Hải luôn. Rồi ngày mai mới tiếp tục là lên đường qua Lạng Sơn các bạn ha. Đây là một trong những người hùng của... Rồi là một người anh, như anh Hải biết ai là anh Hải. Đây đấy, anh Hải thì quay từ chiều rồi, đã giới thiệu từ chiều rồi. Một người anh. Sếp Hải. Anh tên Hải. Tương đối là lừa. Dạ. Đấy là cái điều hạnh phúc nhất của những người đi lang thang như mình. Anh Tuấn rất là quý mình. Anh sẽ có. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay có một người em là một vật thủ đi tất cả các đèo đường trên toàn quốc. Hôm nay ô tô và xe máy đến đây được để dừng chân một điểm tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Linh, một vùng biển rất đẹp. Anh em hôm nay có một bữa cơm đầm ấm để chào đón, và mai em lại lên đường đi tiếp Lạng Sơn. Đấy, hôm nay anh em rất vui được gặp, tại vì là anh em cùng là chung một sở thích. Đấy. Hello, xin chào. Các anh ở đây đều mê phượt hết, nhưng mà vì cái điều kiện bận bịu chưa có đi được, thì hôm nay là được ngồi với các anh là vinh dự lớn rồi. Mình sẽ cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều về chiếc ghế lò này. Anh em mình được đi cái nhá. Dạ. Rồi, chúc mừng sức khỏe các anh nhá. Chúc mừng thương hộ bình an. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Sau một hồi thì sếp Hải có mời hai nghệ sĩ tới giao lưu góp vui với anh em ở đây. Rất là cảm ơn sếp Hải nhiều nhá. Sáng hôm nay thì mình với anh Tùng lại đi ăn sáng. Xếp phải thì chưa tới, chắc ngủ dậy muộn. Sáng nay anh
anh Tùng dẫn mình đi đến một cái quán phở ở Cẩm Phả này. Quán rất là đông này. Đây là một cái mặt góc của cái hè mà ngồi thôi, đông lắm. Hai anh em gọi là phở tái, tám cái nạm gầu đấy, một suất ăn cho mình như này là 50.000 này, một cái tô cũng lớn đầy đặn. Nhìn chung là phở ở đây sạch sẽ, ngon, lịch sự. Với giá 50.000 một tô như thế là cũng phù hợp. Ở đây có cả giá 40 nè. À 35-40. Nhà mình ăn cái tô này là, phần này là 50. Phở là phở bò vàng, Diêm Thủy, Cẩm Bình, Cẩm Phả. Rồi sáng nay mình ở Cẩm Phả thì ngủ ở công ty anh Hải này, có phòng khách rất là tốt, ngủ xong sáng được anh Tùng dẫn đi ăn sáng cà phê cà pháo xong bây giờ tạm biệt anh em lên đường. Thì sáng nay sếp Hải là chưa đến được tại chắc bận công việc gì đó, thì có anh Tùng ở đây thôi. Bây giờ mình cũng tạm biệt anh Tùng rồi, tạm biệt với các anh em ở đây, tiếp tục lên đường đi Lạng Sơn. Chiến mã. Rồi em tạm biệt anh Tùng nhá. Ok, mình ăn. Bây giờ mình sẽ lên quốc lộ 18, xong chạy dọc ra đến Tiên Yên, có một đường rẽ sang bên gọi là quốc lộ 4 gì nhỉ, 4B đó, đi qua Lạng Sơn. Cái đường quốc lộ 18 này cũng rất là đẹp. Đây là một con đường mà ngày xưa là đường huyết mạch đi ra thành phố Móng Cái đó, nhưng từ ngày có cao tốc rồi thì con đường này nó vắng như thế này, rất ít người đi mà đường khá là đẹp, nhiều khúc đồi núi nhìn hấp dẫn lắm. Ngày xưa mà đi ở chỗ này xe rất là đông, mà mình muốn vượt một cái xe cũng là khó. Bây giờ thì gần như là một mình một đường, lâu lâu mới có một cái xe, hiếm lắm, rất thoải mái. Từ đây ra Tiên Yên khoảng vài chục cây, hình như là khoảng 40 cây á. Đây có lối đường lên cao tốc và cũng có lối ra sân bay Vân Đồn nữa. Mình đi xe máy chỉ được đi đường này thôi, không có được lên cao tốc. Mình nghe một số người nói là trên cung đường này có một cái lối đi qua Lạng Sơn rất là gần, tiết kiệm được cả một tiếng đồng hồ. Mà mình chưa biết, mình phải đi hỏi nữa. Đây trước mặt mình đây là có cái cầu này, cầu Ba Chẽ. Nếu mà phải đấy thì sẽ rẽ tay trái để đi cái lối đó, mà không phải thì phải leo theo lối cũ. Đây cầu đây rồi, đi qua cầu là có lối rẽ liền. Cầu Ba Chẽ, đường thẳng là đi Móng Cái, rẽ trái là vào Ba Chẽ. À, mình cứ qua bên cầu này hỏi đã. Sang phía bên kia cầu sẽ có một cái quán nước. Ở đó thế nào cũng có người cho mình hỏi. Dân địa phương sẽ biết là có cái đường nào để đi nó thuận tiện nhất. Đây, đến đây là ngã ba. Chỗ cái cổng chào này, thế nào cũng có cái có người đó cho mình hỏi. Tiên Yên, kính chào quý khách, bắt đầu vào địa phận Tiên Yên. Đây rồi, quán nước đây rồi. Anh làm ơn cho hỏi là đi Lạng Sơn có cái đường nào mới anh nhỉ?
đi Lạng Sơn á. Đúng rồi, đường này đi Lạng Sơn được hả? Đường này đi Lạng Sơn khó lắm. À vậy hả? Thế thường là đi đường nào nhỉ? À, Tiên Yên, chứ ở đây là không đi được hả? Đây có phải đường 4B không nhỉ? Vậy là mình có hỏi người dân địa phương thì nói là lối này không đi được, rất là khó đi, không phải là lối mới mà đang tìm một cái lối mới nào đó. Nhiều người nói mà mình chưa biết đường đi. Bây giờ tiếp tục lại phải đi ra Tiên Yên thôi. Thì đây đang báo là còn 108 cây số nữa. Thôi không biết thì cứ đi cho nó chắc. Rồi cảm ơn nhé. Ở đây mình hỏi một anh tài xế xe tải thì anh nói là phải quay lại ngã ba Yên Than. Tới ngã ba Yên Than. À đi hướng này. Dạ. Chứ còn cái đường mới mà mọi người nói đây là đường cao tốc chưa có thông. Dạ chưa thông. Rồi thế bây giờ mình vẫn đi theo đường 4B, quốc lộ 4B đường cũ nha. Để tiếp tục lên đường. Đúng rồi. Làm YouTube. Chào mọi người nhé, ủng hộ đồng bào nhé. Đồng bào dân tộc gì? Đây mình là người dân tộc bình thường. Bạn cứ đi thẳng lên đấy, bạn ấy lên cao vùng làm nhé. Đây là vẫn đi đường 4B. Cứ ngày nào cũng đi. Đi đâu ngủ đấy luôn à? Đúng rồi, đi đâu ngủ đấy. Một tháng làm ra được mấy tỷ? Không, ít tiền lắm, làm đủ đi như thế này thôi. Đủ đi, ai đi bơi chảy nắng mưa là mua gì cho nó mệt vậy. Rồi. Làm tiếp tốt vào làm xét vụn. Rồi, cảm ơn nhiều nhá. Vậy là chỉ có con đường đó thôi, chứ chưa có con đường nào mới mà có thể đi được nữa. Rồi. Vậy là vẫn cũ. Bây giờ đi sang Lạng Sơn. Nhà Lạng Sơn á? Không không, đi qua đi Lạng Sơn chơi thôi. À, thế đi chơi thôi. Dạ. Yeah. Bây giờ mình đang đến Tiên Yên rồi mà nó nắng quá. Cái khẩu trang này không ăn thua. Dạ. Yeah. Mình Dạ, yeah. Mình mua một cái khẩu trang này có cái chùm hết mặt thôi nhưng mà nó mình giặt sơ qua đi. Hôm nọ có cái khăn chùm mặt đấy mà làm rơi mất đâu hết rồi. Mà cây mang cái dự phòng mà tìm không ra thì mua cái này cho đỡ nắng. Bác ở đây không có bán nha, bác nhiệt tình giữ xe cho rồi chỉ qua cái nhà. À bán hết rồi, nhà bên kia mua. Cái kia là con nhà con dâu. À nhà con dâu rồi. Dạ. Cái chị lấy có. Đây thì lấy có bán hết rồi. Dạ. Thôi lại tiếp tục lên đường thôi. Bây giờ mình đã đến cái điểm này rồi. Đi Móng Cái là 84 cây, Lạng Sơn là 94 cây. Mình rẽ trái đi Lạng Sơn. Nhiều người nói là có một cái con đường mới đi Lạng Sơn nó gần hơn nhưng mà mình chưa thấy. Đây là cái con đường cũ mà tháng trước mình đã đi rồi. Chứ không có, chưa có con đường nào mới hết. Hỏi ra thì nói là cao tốc làm nhưng mà chưa có xong. Đây là một cái điểm mà dừng nghỉ mình đã từng ngồi ở đấy uống nước rồi. Đây là một khúc đường 4B lên Lạng Sơn. Đường rất là đẹp luôn. Đi trời nắng nhưng mà nó vẫn cảm giác rất là mát mẻ nhé. Đây là quốc lộ 4B này, mấy hôm trước là đã sạt lở. Mưa là sạt lở trong thế này. Khúc này cũng đang làm đường nữa nha.
mấy hôm trước mưa tháng trước đấy, nhiều đoạn đường bị sạt lở lắm. Nhưng mấy hôm nay thì nắng lên rồi. Khúc này đường sạt lở rất nhiều này. Giờ mình đã đến huyện Đình Lập nhá, huyện Đình Lập thuộc tỉnh Lạng Sơn. Bây giờ đây là thị trấn rồi, mình kiếm một cái quán cơm nào ăn rồi, không đói bụng quá rồi. Trưa nay 1 giờ rồi thì mình tới thị trấn Đình Lập đây, thì ghé vào một cái quán cơm bình dân, ăn một suất cơm thập cẩm này là 30.000. Gồm có chả, đây là gọi là chả nem, chả giò đấy, sườn, gà, heo, đậu hũ, dưa, đậu phộng cũng rất là nhiều ha, 30.000. Một chén canh cơm. Rồi mời các bạn nha. Trưa này cũng đói rồi. Có rau cải chua xào, xào lòng gà luôn. Canh nhầm mùng tơi. Với một cái suất ăn như thế này thì khá là ổn nhá, đầy đặn nhiều thứ. 30.000 thì ăn no luôn. Có cả dưa xào, mướp xào, chả nem, gọi là chả giò. Với một suất ăn 30.000 ở thị trấn Đình Lập này rất là đầy đủ thập cẩm, thì xứng đáng cho những người đi phượt bụi như bọn mình. Mình ăn cố luôn á. Trong cái phần thập cẩm này có hai miếng đậu hũ, một cái chả giò, một miếng sườn, mấy miếng heo, miếng gà, rồi dưa xào lòng, mướp xào, xào giá, mỗi thứ chút chút thôi mà rất là nhiều nhá. Ăn thoải mái. Ăn xong có một cái bàn ra, cái bàn uống nước trà riêng nhớ là này. Nước trà thuốc lào. Đây là uống trà nóng nha. Trà pha rất là đặc. Nước chè với thuốc lào ở những chỗ này là miễn phí nha. Hút thoải mái. Mà anh phở hút thuốc lào cả ngày. Uống nước chè thuốc lào và chè rất là đặc. Uống cả ngày cũng được. Chủ quán nói là không cần ăn vào hút thuốc lào cũng được. Không sao. Không ăn uống gì cứ vào hút thuốc lào uống nước chè. Ở đây thì không có số nhà. Ở cái chợ Đình Lập mà. Chợ Đình Lập. Đến đây có thấy hình như có một quán cơm này ở khu này thôi. Nhiều à? Ở trong chợ này hả? Đây, cạnh đây, xác đây có đây. Đây, ra đây. Tổng giấy này 3 quán. Nhưng mà đi từ ngoài kia rẽ vào thấy cái quán này đầu tiên. Vâng. Rồi, mình tiếp tục lên đường ha. Ăn uống xong xuôi rồi, rất là no. Đấy, ăn uống những khu này rất là hợp lý. Rồi chào em. Khu này ngay đầu chợ Đình Lập đây thì ăn uống hợp lý à. Hôm nay video mình cũng đã dài thì mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Những bạn nào mà thấy hay hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn. Và đừng quên nhấn like ủng hộ mình nhé. Trân trọng cảm ơn các bạn.